chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Ẩm thực miền quê. Hôm nay xin chia sẻ các bạn một món ăn chay. Bữa tối các bạn bớt ăn cơm đi và chúng ta ăn rau ngót nấu với thứ này thì rất là ngon, giúp chúng ta còn ngủ ngon, gan thận sạch nhé, khỏi đau nhức xương khớp. Đó là một loại rau mà trong vườn chúng ta rất là nhiều ạ. Đây là rau ngót mình vừa ngắt ở vườn xong các bạn nhé. Vì trong vườn nhà mình ấy, mình có nhiều video mình quay cách để ngắt rau ngót để cho nó lại lên lớp khác rồi, nên hôm nay mình không chia sẻ ra vườn ngắt nữa và mình sẽ ngắt về và nấu luôn với các bạn. Rau ngót các bạn kết hợp với nấm hương là một món canh chay nhé, với một củ hành thơm các bạn ạ và một ít dầu ăn gia vị hợp lý với gia đình nhà mình các bạn nhé. Rau ngót có tính mát, thanh nhiệt, giải độc, còn lợi tiểu, tăng tiết nước bọt các bạn nhé. Còn bổ huyết, cầm huyết, nhuận tràng và sát khuẩn, tiêu viêm, sinh cơ các bạn ạ. Rau ngót cung cấp cho chúng ta rất nhiều các loại vitamin. Để làm rau ngót sạch các bạn chuẩn bị một chậu nước và mình cho vào đây ít muối các bạn nhé. Để mình rửa sạch cái phần rau ngót. Để cho các vi sinh vật nó mặc bám trên bề mặt rau ngót sẽ làm sạch và làm mềm rau hơn các bạn nhé. Vì nó cung cấp nhiều vitamin như vitamin A, vitamin C các bạn nhé. Và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như là canxi, sắt, magie, mangan, phốt pho, kali, natri, kẽm, đồng ạ. Và các nguyên tố vi lượng khác nhé. Nó có tác dụng kiểm soát được đường huyết trong cơ thể của chúng ta, tốt cho sức khỏe phụ nữ sau sinh nhé, và lại còn ổn định huyết áp các bạn ạ. Cho nên nó là một trong những thực loại rau rất là được nhiều người ưa chuộng vào mùa hè. Nhưng tuy rau ngót rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà khi phụ nữ sau sinh thì ăn rất là tốt, nhưng mà phụ nữ mà đang trong thời kỳ mang thai 3 tháng đầu thời kỳ các bạn ạ thì tuyệt đối không nên dùng rau ngót các bạn nhé. Vì khi chúng ta ăn rau ngót có khả năng dẫn đến tình trạng chảy máu và dẫn đến sảy thai nhé. Cho nên trong 3 tháng thai kỳ đầu tiên các bạn chị em phụ nữ tuyệt đối không được dùng nó các bạn ạ. Với rau ngót là một trong những thực phẩm loại rau vừa sạch vừa an toàn, cho nên chúng ta có thể làm những món canh hay là món xào lên nhé, cũng rất là tốt, vừa ngon vừa bổ dưỡng lại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Nhất là chúng ta bây giờ thì chúng ta ăn nhiều thực phẩm nhé không lành mạnh, các bạn có thể ăn những loại thực phẩm tự nhiên tốt như thế này thì đảm bảo cho gan thận của chúng ta được khỏe mạnh và xương khớp khỏe mạnh nhé. Tất cả các loại rau đều có khả năng ngăn ngừa và phòng chống các loại ung thư khác nhau các bạn ạ. Cho nên chúng ta ăn những thực phẩm an toàn như thế này thì sẽ phòng ngừa được rất là nhiều bệnh tật mà chúng ta không mong muốn nó mắc phải nhé. Rau ngót khi đã làm xanh là tước được xong, các bạn sẽ rửa sạch cho mình nhé. Mình không phải vò lát đâu nhé, sẽ mất đi các chất dinh dưỡng, các loại vitamin và khoáng chất cần thiết ạ. Hành thơm các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Phần nấm hương này các bạn cũng thái ra cho mình khi mình đã ngâm nước được rồi nhé. Các bạn biết rằng nấm hương rất giàu các loại vitamin nhóm B như vitamin B1, B2, B3, B6 và khoáng chất như canxi, magie, phốt pho, kali ạ. Nó có tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch hay là giảm cholesterol trong máu và ngăn ngừa ung thư nhé, giúp xương chắc khỏe hơn, nó còn tăng cường sức khỏe cho làn da nhé. Các bạn cho mình một cái xoong lên bếp và mình cho vào đây ít dầu nhé. Lượng dầu ăn vừa phải và tỏi
hành mình sẽ phi lên cho nó thơm. Khi phần hành thơm lên, các bạn sẽ cho phần nấm vào cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần rau bổ mát vào để nó xào ra cho mình ngon hơn. Vì mình ăn rau nhiều á thì nên là mình sẽ cho nhiều rau bổ ngót các bạn nhé. Các bạn cho gia vị vào cho mình. Mình cho vào đây thì muối cục canh các bạn nhé. Các bạn thích ăn hạt lêm hay bột ngọt có thể cho nhé. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây nước ạ. Mình nấu sôi một lúc để cho cái phần lá nó mềm ra các bạn nhé. Các bạn cho mình một ít nước mắm để cho nó xanh rau nhé. Một chút hạt tiêu. Đem nếm vừa thì các bạn sẽ cho ra bát nhé. Với món canh rất ngon và bổ dưỡng này, các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Nhất vào những ngày hè nóng nực thì đây là một trong những món canh giải nhiệt rất là tốt ạ, mà lại vừa tốt cho sức khỏe. Bây giờ chúng ta xu hướng là sẽ ăn cơm ít, nhất là vào buổi tối nhé. Buổi tối chúng ta có thể không ăn cơm hoặc ăn ít cơm đi. Mình có thể thay thế cơm bằng các loại rau củ quả để cho chúng ta đỡ bị lên cân hay là giảm được rất nhiều bệnh tật các bạn ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Ẩm thực miền quê ạ. Chúc các bạn ngon miệng và ngày có một sức khỏe tốt nhé. Đấy, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Xin chào các bạn ạ. Rất là ngon nhé.